hơn 22.000 hộp sữa cứu trợ ở thành phố Hồ Chí Minh được thông quan. Chiều 15 tháng 11, đại diện Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết lô sữa cứu trợ hơn 22.000 hộp đã được thông quan. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều cùng ngày lô hàng này sẽ được đưa về trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1. Dự kiến chiều 16 tháng 11, lô sữa sẽ được bàn giao cho các bệnh viện, trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi tại 22 quận huyện thành phố. Trước đó, tại buổi họp sáng 19 tháng 11 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phản ánh chuyện lô hàng hơn 22.000 lon sữa do đồng bào ta ở Australia ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng cả tháng không được giải quyết để lấy ra. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã xin ý kiến Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế và Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong 2 ngày, Cục Thú y trả lời đồng ý thì Cục An toàn Thực phẩm lại đề nghị thành phố Hồ Chí Minh hỏi chính phủ. Chúng tôi gửi công văn đến chính phủ thì cũng giao về cho Cục An toàn Thực phẩm trả lời. Vậy tại sao không tham mưu luôn, nêu chính kiến của mình? Bà Tô Thị Bích Châu nói và cho rằng cách làm của Cục An toàn Thực phẩm là đúng quy trình nhưng không đúng tinh thần chống dịch như chống giặc. Sau phản ánh này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 11.